Chúa là đấng từ bi và hay xót thương. Chúa là đấng từ bi và hay xót thương. Linh hồn tôi ơi, nào hay chúc tụng Thiên Chúa. Toàn thân tôi nào hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, nào hãy chúc tụng Chúa đi. Và đừng nên quên hết những ân huệ của Người. Trong chỗ vắng thân, Ngài đã cứu mạng sống Người và đổi cho Người chiêm bao ân sủng của Người. Chúa là đấng từ bi và hay xót thương. Nhưng việc công minh Ngài sẽ công bình thương thi, trả quyền lợi cho ai bị áp bức giữa cuộc đời. Chúa tỏ cho Môi-se đường biên lối đường của Ngài và đoàn dân riêng biết những công cuộc của Ngài. Hãy tôn sợ Người.